Tập 16. Đoan Mộc. Gả cho ta nhé. Được. Đoan Mộc, muộn nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai ta sẽ đến đón dâu. Tiến một bước là cạm bẫy, lùi một bước là vực thẳm. Ngươi sợ không? Đoan Mộc môn chủ dẫn ta vào thì sẽ phụ trách dẫn ta ra. Quyền hồ tế thế, hợp tác vui vẻ. Triển đại nhân, ngươi bị ngốc hay sao? Tính mạng quan trọng hay thanh danh quan trọng? Thanh danh của cô còn quan trọng hơn mạng của ta. Dù cô là thượng tiên, ta là người phàm, thì ta vẫn phải đi phía trước. Đường đường là nam nhân, sao có thể rụt cổ trốn sau lưng nữ tử chứ? Hãy mang nó theo bên người, để nó trong người huynh. Ta từng hứa với Đoan Mộc rằng ta sẽ không bỏ lại cô ấy nữa. Lần này dù khó khăn cách mấy, dù có phải trả giá đắt tới cỡ nào, lên trời xanh hay xuống suối vàng, bồng lai hay cửu ngục, ta cũng chắc chắn sẽ xông pha. Đoan Mộc, ta sẽ ở bên muội. Dù muội muốn làm gì thì lần này nhất định phải để ta ở bên muội, được không? Muội nói thần tiên không có nhà nên cũng không có ai thắp đèn vào đêm tối cho muội. Nếu ta đồng ý, ta đồng ý cho muội một ngôi nhà, ta đồng ý đêm đêm thắp đèn đợi muội, thì muội có bằng lòng ở bên ta không? Dù ta lấy mạng của huynh thì huynh cũng đồng ý sao? Vì muội, vì bách tính, ta đồng ý. Đoan Mộc, bắt đầu từ bây giờ ta không còn là Triển đại nhân nữa, ta chỉ là Triển nhan của muội. Lần này ta muốn làm theo ý mình một lần. Vì muội. Mọi người muốn thấy muội cười, muốn để muội trút bỏ mọi trách nhiệm trên vai xuống. Muội có thể thích mặc váy, muội cũng có thể thích cái đẹp, muội có thể làm bất cứ chuyện gì mà muội muốn làm. Thứ muội không trút bỏ được thì ta cũng sẽ gánh vác cùng muội. Muội không bao giờ cô đơn một mình cả, không cần ép buộc bản thân vì bất cứ chuyện gì. Ta sẽ ở bên muội, chờ đợi muội. Người nhớ rất rõ mọi thứ về cô ấy hay sao? Quả thật là nhớ mãi không quên.
Ta muốn để thế giới này đều nhìn thấy lời ta muốn nói với muội. Đoan Mộc, ta thích muội. Muội có đồng ý bên ta trọn kiếp này không? Triển Nhan, ta đồng ý. Đoan Mộc, ta đến cưới muội đây. Không xong rồi, không xong rồi, Triển đại nhân, không xong rồi. Chủ nhân ta bỏ đi rồi. Cái gì? Triển Nhan, Quynh thực sự rất tốt. Càng ở bên cạnh Quynh thì ta càng không nỡ rời xa Quynh. Nhưng tạo quá trêu ngươi, ta đã được định sẵn sẽ không thể ở bên cạnh Quynh rồi. Thay vì như vậy thì chi bằng xa nhau sớm hơn. Cuộc đời còn lại của Quynh còn rất dài. Đây là lần đầu tiên ta may y phục. Quynh không được chê xấu đâu đó. Sau này lúc tuần phố thì mặc nhiều vào, đừng để bị bệnh. Quynh hãy nhớ là đã đồng ý với ta rằng dù không có ta thì Quynh cũng phải sống tốt. Còn nữa, đừng buồn vì ta quá lâu nhé. Triển Nhan, thời gian của ta không còn nhiều nữa. Ta không thể liên lụy đến Quynh thêm nữa. Dù trở về làm người phàm thì ta vẫn tao nhã tiêu sái như vậy, không hề thua kém đám thượng tiên bồng lai các ngươi đâu. Đoan Mộc Thúy, ta muốn vĩnh kết đồng tâm với muội. Đôi phu thê luôn gắn bó thấu hiểu, ở mãi bên nhau. Muốn ở bên muội đời đời kiếp kiếp. Ở quê nhà của muội, ta lấy tình cảm đôi ta làm lời hứa. Đoan Mộc, muội có chịu đồng ý với ta không? Triển Nhan, Đoan Mộc Thúy, tình cảm đôi ta mà muội nói bỏ là bỏ sao? Rốt cuộc ta là gì đối với muội chứ? Triển Nhan, ta bây giờ ta không phải Tử Tướng Quân xử lý mọi việc quyết đoán, cũng không phải Đoan Mộc Thượng Tiên không phải lo lắng việc gì. Là Quynh đã khiến ta biết cái gì là lo lắng và bận tâm. Nhưng ta không thể sống hạnh phúc đến bạc đầu với Quynh như những nữ tử bình thường khác. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Ta không thể làm lỡ dở Quynh thêm nữa. Chúng ta không thể thành hôn được. Đoan Mộc, ta đã biết chuyện này từ lâu rồi.
vì thời gian chúng ta còn rất ít, nên chúng ta mới phải trân trọng nó hơn. Thiếu một năm, một tháng, một ngày hay một khắc cũng không được. Dù chúng ta chỉ còn chốc lát thời gian, thì chúng ta cũng phải ở bên nhau. Bởi vì chúng ta đã hứa sống hạnh phúc đến bạc đầu rồi mà. Nếu muội muốn rời đi, muội chạy đến Bồng Lai thì ta cũng sẽ đến Bồng Lai. Muội về nhân gian thì ta cũng ở nhân gian. Tóm lại dù muội chạy đến đâu thì ta đều ở cạnh muội. Triển Nha, Đoan Mộc, nếu muội không tin thì thử là biết. Ta tuyệt đối không nuốt lời. Ta tin. Triển Nha, huynh ngốc thật. Người ngốc có phúc của người ngốc mà. Đời này có thể gặp muội là phúc lớn nhất của ta. Vậy thì ta thà tiếp tục làm kẻ ngốc. Triển Ngốc, người trẻ tuổi, người trẻ tuổi, chia tay rồi quay lại rất bất thường, làm lành lại là tốt rồi. Nguyệt lão, sao ông lại ở đây? Bọn ta tìm ông vất vả lắm đấy. Nhân duyên của hai người phải để ta làm chứng hay sao? Ta cầu còn không được. Bái thiên địa, nhị bái cao đường, được phu thê giao bái. Hoàn thành buổi lễ. Hỷ. Ta sống hơn ngàn năm, từ người phàm thành thần tiên, rồi từ thần tiên thành người phàm. Đời này có thể ở bên cạnh huynh, dù có chết thì ta cũng không thấy hối tiếc. Hứa rồi đấy, chúng ta cùng sống và cùng chết, lên trời xanh hay xuống suối vàng.
chúng ta đều phải làm phu thê. Đoan Mộc, ta yêu muội. Triển Nhan, ta cũng yêu huynh. Đám tiên nhân Bồng Lai các ngươi, tại sao lại đối xử với tộc bọn ta như vậy? Ai cũng phải tuân theo mệnh lệnh của đạo trời. Các ngươi dựa vào đâu mà thế chỗ cho đạo trời? Đúng vậy, các ngươi dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Ồn ào cái gì? Tinh quân, lúc nãy có vài tên u tộc chạy mất rồi. Chạy thì chạy thôi, đuổi bắt lại là được rồi. Rõ. Phố Chu Tước. Sao phố Chu Tước lại vắng vẻ vậy? Ông chủ, hôm nay xảy ra chuyện gì mà sao mọi người về sớm vậy? Triển đại nhân, cả những chưa thấy cáo thị hay sao? Bồng Lai truy bắt u tộc, trong thành có lệnh giới nghiêm ban đêm rồi. Hai người mau về nhà đi. Sao lại như vậy chứ? Về nhà phủ xem thử. Ai đưa cái này đến vậy? Trước đó đích thân Dương Giám Tinh Quân đưa đến đây. Trước khi đi, ngài còn lấy danh sách hộ tịch của u tộc nữa, bảo mọi người đứng ra ngoài tích cực tố cáo. Sao huynh không nói chuyện này cho ta? Huynh thành hôn với Đoan Mộc môn chủ là chuyện quan trọng, những chuyện này để ta xử lý là được rồi. Đại nhân, đại nhân, không xong rồi. Sao vậy? Chúng thuộc hạ định đi bắt kẻ bài bạc, không biết tại sao các sòng bạc đóng cửa hết rồi. Nói là nếu có bài bạc nữa thì sẽ bị chặt tay. Chặt tay? Đây là quy định gì vậy? Ai chặt chứ? Ngài Triển Nhan, sao có thể như vậy được? Quả thật là vậy. Bộ luật mới được viết rõ ràng bằng giấy trắng mực đen như vậy. Đó là bắt được kẻ tụ tập bài bạc thì bổ khoái phải xem xét quyết định xử chặt tay ngay tại chỗ. Điều này quá quan đường rồi. Cái này sửa đổi khi nào vậy? Quả thật như vậy. Hình phạt nghiêm khắc nặng nề như vậy, hoàn toàn đi ngược với ý định ban đầu của giáo hóa. Ta nghi Bồng Lai chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng nay ta không thể đến Bồng Lai được, vậy chi bằng tìm Dương Giám Tinh Quân tìm hiểu tình hình đi. Đại ca, ta là Đoan Mộc. Đại ca, ông cô, đây là nơi ở lúc trước của huynh, Quyền Hồ Tế Thế. Ông cô, huynh còn nhớ những gì ta dạy huynh lúc trước không? Đây là gì? Đương quy. Vậy cái này thì sao? Đảng sâm. Bạch chỉ. Trương trục. Hoàng chỉ. Bán hạ. Quynh quả nhiên sinh ra để làm đại phu. Hồng Loan, cô sao vậy? Ta không sao. Không cần lo cho ta đâu. Dùng tuổi thọ để đổi lấy mạng sống sẽ có kết cục rất thê thảm. Ta tưởng vẫn còn thời gian, không ngờ đã bắt đầu phản vệ lại rồi. Ô cô, ta thật sự không biết có thể ở bên huynh bao lâu nữa. Ô cô, ai vậy? Dương Thượng, Dương Thượng, người đã về rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao các ngươi lại trốn ở đây? Là u sứ đại nhân. Dương Thượng, người cứu chúng thuộc hạ đi. Tiên nhân Bồng Lai muốn đuổi cùng giết tận u tộc chúng ta đó. Bồng Lai, you
lại. Thì ra là Đoan Mộc Thượng Tiên. Tại sao thần sấm lại truy bắt U tộc? Phụng mệnh Thiên Đạo Sứ Quân đến bắt U tộc. Bồng Lai hiện nay không còn là Bồng Lai muốn làm gì thì làm của lúc trước nữa. Thiên Đạo Sứ Quân giáng lâm giúp chúng ta cùng giữ gìn hòa bình ba giới. Vì không có chuyện gì thì Tiểu Tiên cáo từ trước đây. Triển Đại Nhân, cứu mạng giới! Triển Đại Nhân, đi đi! Triển Đại Nhân, nhanh lên, mau đi đi! Triển Đại Nhân, Triển Đại Nhân, đừng giết ta! Bọn ta sẽ không giết người đâu. Bắt bọn chúng lại, mau lên, mau trốn đi. Đoan Mộc Thượng Tiên, cô có thấy U tộc không? Không thấy, làm phiền Đoan Mộc Thượng Tiên rồi. Thuộc hạ cáo lui. Đi thôi. Lại là Thiên Đạo Sứ Quân. Đa tạ Triển Đại Nhân và Đoan Mộc môn chủ. Nếu tình hình nghiêm trọng như vậy, U tộc các ngươi có chỗ lánh nạn không? Tế Hoa Lưu và Phủ Khải Phong bọn ta sẽ không hại các ngươi đâu. Bọn ta trốn ở Y Quán Ôn Cô. Ôn Cô, Ôn Cô, Ôn Cô, Ôn Cô là huynh thật sao? Huynh vẫn chưa chết. Buông huynh ấy ra, không được đụng vào huynh ấy. Hồng Lan cô nương, Đoan Mộc môn chủ và Triển Đại Nhân đến đây để bắt bọn ta hay sao? Tại sao Hồng Lan cô nương lại nói như vậy? Đây U tộc sống như những con chuột chạy qua đường, bị người người đánh giết. Đoan Mộc môn chủ muốn giết Ôn Cô một lần nữa đúng hay không? Dù gì lần trước cô cũng đâu nương tay. Ta lần này chắc chắn cũng ra tay độc ác đúng hay không? Lúc đó Ôn Cô làm trái lẽ trời, nhưng huynh ấy đều là vì cô. Tại sao Ôn Cô vẫn còn sống? Cô không mong huynh ấy sống đến vậy sao? Ta Hồng Loan, Đoan Mộc không có ý này. Bây giờ huynh ấy chỉ là Ôn Cô của ta. Các ngươi không có tư cách biết chuyện của huynh ấy. Vẫn chưa lục soát ở đây. Y Quán Ôn Cô, ở đây không có U tộc. Ta đã dùng thần thức kiểm tra rồi. Các ngươi đến chỗ khác xem đi. Rõ, thưa tinh quân. Cố ý bảo vệ bọn ta. Đoan Mộc Thúy, cô diễn giỏi thiệt đó. Ta hiểu rồi. Cô chẳng qua chỉ muốn tự xử lý bọn ta, giết bọn ta lần nữa để lập công thôi. Hồng Loan, Đoan Mộc luôn xem cô và Ôn Cô là người bạn đáng để trân trọng nhất. Cô cần gì phải nói những lời tổn thương đó chứ? Ta nói những lời tổn thương, vậy cô ta có trái tim sao? Đúng vậy, đúng là Ôn Cô đã sai. Nhưng mà Đoan Mộc Thúy à, cô không biết cô nấy vì ai sao? Ôn Cô ngốc thật, bất chấp mọi thứ vì cô. Hồng Loan đừng khóc, Ôn Cô không ngốc. Các ngươi đều bắt nạt Hồng Loan, các ngươi là người xấu. Các ngươi đi đi, ta không muốn thấy các ngươi nữa. Hình như huynh ấy là Ôn Cô, nhưng hình như là không phải. Rốt cuộc huynh ấy là ai? Hồng Loan, dù huynh ấy là ai thì cũng không liên quan tới cô. Ta và huynh ấy không muốn bị các ngươi làm phiền thêm nữa. Lương y tài đức.
Hồng Loan, bây giờ U tộc bị đuổi giết khắp nơi, cô và quân ấy sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Chuyện lúc trước đã qua rồi, hiện giờ ta chỉ muốn bảo vệ hai người. Đông Mộc Thúy, cô không cần giả vờ trước mặt của ta đâu. Kết cục hiện nay của U tộc chẳng phải do thần tiên bồng lai các cô hại hay sao? Sai là sai ở chỗ ta từng xem cô là tỉ muội, nên mới suýt chút nữa hồn bay phách tán. Hồng Loan, cô hiểu lầm ta rồi. Đông Mộc Thúy, từ đầu đến cuối cô là người bạc bẽo, ta không muốn thấy mấy người nữa. Mời về. Không muốn thấy các ngươi nữa. Mời về. Ông cô, đi đi. Mau đi đi. Mau đi thôi. Một ngày nào đó Hồng Loan cũng sẽ hiểu thôi. Đoan Mộc, muội không làm sai, muội nhất định đừng tự trách mình nữa. Rốt cuộc ôn cô này có phải ôn cô của lúc trước hay không? Không phải. Sao lại thấy vậy? Ánh mắt hắn trong suốt như một đứa bé. Đúng vậy, hình như quân ấy không còn nhớ chuyện xưa nữa rồi. Hồng Loan, cô đừng khóc. Cô vẫn rất đau sao? Ôn cô, ta không sao. Không cần phải lo cho ta đâu. Không đau thì sao cô lại khóc? Ta chỉ là ta thương cho huynh. Lần trước cô cho ta ăn bánh qua đào ngọt này thì ta sẽ rất vui. Hồng Loan, cô cũng ăn thử đi. Hồng Loan, không đau nữa. Ôn cô, Hồng Loan không đau nữa. Chỉ cần có huynh ở bên cạnh, vết thương nặng đến mấy ta cũng có thể khỏi. Dù huynh có trở nên như thế nào, có nhớ ra hay không thì ta cũng không quan tâm. Dù dùng một nửa tuổi thọ của ta để đổi lấy huynh như vậy của bây giờ thì ta cũng đồng ý. Ôn cô, đừng rời xa ta nữa được không? Ta chỉ còn huynh thôi. Ôn cô không rời xa Hồng Loan đâu. Ôn cô cũng chỉ có Hồng Loan thôi. Vậy chúng ta ở bên nhau mãi mãi được không? Phải mãi mãi. Mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa. Quân nói cha nuôi là thiên đạo sứ quân. Không thể nào. Năm đó cha nuôi từ chối phong thần, phải trải qua sinh lão bệnh tử bằng cơ thể người phàm, sao có thể trở về được? Ta cũng thấy lạ lắm. Từ xưa đạo trời ẩn vật, chưa bao giờ để ai biết hết. Và ta phát hiện cha nuôi hơi khác với lúc trước. Truy bắt U tộc, ban hành bộ luật cho tiên và người phàm lần này là lệnh của ông ấy. Đoan Mộc, nếu người quay lại lần này không phải thừa tướng Giang Dịch của ngàn năm trước thì sao? Giang Văn Khanh, không thể nào. Ông ta bị chúng ta nhốt ở trong quyên rồi mà.
Lúc hai người rời khỏi Trầm Quyên thì chắc chắn rằng Giang Văn Khanh không ra theo sao? Đại ca cũng nghi ngờ là Giang Văn Khanh. Ta đang nghĩ có khi nào ông ta nhận được vài cơ duyên ở Trầm Quyên rồi thành công trốn ra hay không? Bây giờ ông ta có công pháp mạnh nhất cả Bồng Lai, không ai có thể đấu lại ông ta. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì chứ? Mọi người cẩn thận vào, cúi đầu xuống một chút, đừng để đám người này nhận ra chúng ta là U tộc. Là thần tiên Bồng Lai, thiên đạo sứ quân ra lệnh, bắt đầu từ ngày hôm nay, Thành Khải Phong đặt lệnh giới nghiêm, không phải chuyện quan trọng thì bất cứ ai cũng không được tự do ra vào. Chuyện thế nào mới là quan trọng? 3 giây cưới hỏi, đám tang và đám cưới. Ngoài chuyện này ra thì nghiêm cấm mọi người ra thành. Triển Nhan, ta thực sự không ngờ có một ngày ta có thể thành hôn với huynh. Nhưng ta từng nghĩ tới rồi đấy. Hơn nữa, ta không chỉ thành hôn với muội mà còn sinh một trai một gái. Con trai thì anh dũng, con gái thì đáng yêu. Một đứa giống ta, một đứa giống huynh. Hai đứa giống muội hết thì càng tốt. Triển Giang, ta không biết rốt cuộc ngày đó có đến hay không. Ta biết thời gian của ta không còn nhiều nữa, ngày đó sẽ đến. Chúng ta đã hứa sống hạnh phúc đến bạc đầu rồi mà. Đông Mộc Thúy, Hồng Loan, Ôn Cô, nếu không gặp chuyện khó khăn thì chắc chắn hai người sẽ không đột ngột đến đây. Ta không muốn cầu xin các ngươi, nhưng Bồng Lai cử thần tướng đến để trông giữ cổng thành. Nay chỉ có chuyện ma chay cưới hỏi mới được phép ra khỏi thành. Lần trước cô nói rằng cô đồng ý giúp bọn ta. Ta không biết câu này là thật hay giả, nhưng nếu như cô không muốn giúp, ta muốn giúp. Điều kiện là gì? Sao cơ? Ta có thể đồng ý với cô bất cứ điều kiện nào cũng được. Dù nhảy vào nơi dầu sôi lửa bỏng thì ta cũng không từ chối. Hồng Loan cô nương, đây không phải giao dịch, đây là sự giúp đỡ giữa bạn bè với nhau. Nếu chỉ có chuyện mai chơi cưới hỏi mới được ra khỏi thành, thì ta và Đoan Mộc sẽ chuẩn bị một đội rước dâu, đưa hai người ra khỏi thành trong đêm. Đoan Mộc Thúy, từ tận đáy lòng ta biết ơn cô vì chuyện này. Nhưng chuyện của ông cô, chuyện đó không phải như cô nghĩ đâu. Cô không cần phải giải thích, ta không muốn nghe. Nhưng mà lần này, nếu cô có thể cứu sống nhiều U tộc như vậy thì ta sẽ nhớ ơn cô. Cô mặc bộ đồ đó lên cũng sẽ rất đẹp. Đoan Mộc môn chủ, Triển đại nhân, sau lần tạm biệt này thì ta không biết bao giờ mới gặp lại. Hồng Loan chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Ôn Cô, chúng ta đi. Hồng Loan, bảo trọng.
Hồng Loan, cô không vui hả? Ta vẫn cảm thấy hơi bất an và lo lắng. Nếu cô lo thì để ta bảo vệ cho cô. Ôm cô. Vậy mà ngươi vẫn còn sống. Ta nên nghĩ tới Đoan Mộc Thúy không tốt bụng như vậy từ lâu mới phải. Chắc chắn cô ta đã bán đứng bọn ta. Chuyện này không hề liên quan tới muội muội của ta. Muội ấy không biết gì hết. Ta phụng mệnh sứ quân đến đây. Mọi người đi theo ta một chuyến đi. Tinh quân đến đây, nhưng tại sao lại không nói chuyện? Sứ quân, ta đã áp giải U tộc đến nơi nhốt chúng lại theo ý của sứ quân. Tinh quân làm việc dứt khoát, rất tốt. Còn có việc gì không? Sứ quân mở ra một nơi giúp U tộc ở nhân gian bằng thần lực của mình, giống như cổ ngục bị quỷ lúc trước vậy. Không biết sau này sứ quân định như thế nào. Cách cai trị dân đương nhiên phải ưu tiên giáo hóa. Ta tạm thời nhốt U tộc lại là để giảm bớt bản tính giết chóc tàn bạo của chúng. Nếu chúng biết lỗi và sửa đổi thì chắc chắn có thể lấy lại tự do. Nhưng mà nếu như chúng cố chấp thì sẽ bị nhốt mãi mãi. Vì vậy mới có thể giữ gìn hòa bình nhân gian. Ta sẽ trông giữ nó như trông giữ cổ ngục trước đây. Cử thần tướng đến canh giữ. Không cần. Sức mạnh đạo trời có ở khắp nơi. Dù có người động vào kết giới thì ta vẫn biết. Huống hồ ưu tiên giáo quá, cử thần binh sẽ đi ngược với đạo trời. Tiên nhân Bồng Lai giờ còn mạnh hơn trước, đối xử với U tộc chúng ta như súc sinh vậy. Ông cô, huynh không giải trừ được phong ấn này đâu. Ta từng nói sẽ bảo vệ cho cô, thì ta sẽ không để cô chịu khổ đâu. Nếu huynh không yên tâm thì ở bên cạnh ta, đừng rời xa ta được không? Được. Ông là Giang Dịch hay là Giang Văn Khanh? Ta là Thiên Đạo Sứ Quân, quản lý trật tự ba giới. Ôn cô, ngươi là tội đồ của ba giới mà còn mặt mũi sống trên thế gian này hay sao? Ôn cô.